Hello, chào bạn. Chào bạn đối với kênh Anh Thời Đại. Thì sau khi cái đầu mà sấm chớp, dông bão mưa dông các kiểu gọi là điểu, thì bây giờ rồi cũng đã sáng rồi nha bạn. Thì anh Phúc hôm nay bận làm clip để tạo ra nhiều sản phẩm cho bạn xem rồi. Còn mấy anh em mình thì bữa nay được nghỉ nha bạn. Cho nên mình sẽ cầm cái cam này và đi lên đây. Hello anh em. Bất ngờ là không sao? Sao? Cái gì vậy? Hả? Nay nghỉ bên quay gì vậy? Thì nghỉ mới quay nè, không quay thì clip đâu ra cho bạn xem đúng không? Mà nay nghỉ quay gì? Thì quay ngày bình thường của mấy anh em mình. Ngày bình thường gì? Thì ngày bình thường anh em mình làm cái gì đúng không? Quýnh cờ. Thì bây giờ quay quýnh cờ cho bạn xem. Mà em rảnh quá à. Quýnh cờ chứ đâu quay. Quýnh cờ quay mới vui á. Mà trước khi tôi cầm cái camera lên thì tôi có cái này muốn nói cho hai anh em nghe. Tôi nói anh em biết rồi, hôm nay mấy anh em mình được nghỉ một bữa phải không? Đúng rồi. Thì bây giờ là cái máu quay phim á, là cái máu tạo ra tiếng cười cho các bạn thì nó chảy trong máu anh em mình rồi. Cái máu nghệ thuật. Đúng rồi, cái máu nghệ thuật đó. Muốn lên máu luôn. Đúng rồi. Mà mấy anh em mình nghỉ một ngày là mấy anh em mình khó chịu. Đúng rồi. Cho nên là mấy anh em phải ra nhiều ý tưởng, ra nhiều clip cho bạn xem. Thì ngày hôm nay anh có một cái trò này, bài. Cái bài gì nữa? Bài chôn. Gì? Đúng rồi, trò này. Nên trò này đó, trò thầy hả? Trời ơi, thầy đang thọ, thầy đang cắt clip ở chổng sao mà cho anh được. Ừ, đi ra cúp cầu dao thầy cho con thầy khỏi cắt. Thầy dữ luôn á. Cắt cầu dao là mắc luôn á. Thì cưng nhớ cái vụ mà hồi năm trước á, có ai cho anh cưng không? Thôi mà cưng không nhớ đâu, để anh nhớ được rồi. Ủa, nhớ không? Cho anh em mà sao anh nhớ? Lúc đó cũng có anh nữa mà. Ông mấy tháng trước hả? Mấy tháng trước đâu? Cái lúc đó là năm trước đúng không? Đúng rồi. Giờ là năm gì? Năm 2024 rồi. 2024. À, qua năm mới đúng không? Đúng rồi. Thì bây giờ cưng cũng phải làm cái gì lại đi chứ, hiểu không? Ý anh nói là hồi năm trước là bà Trang cho anh em giờ. Nhỏ nhỏ. Thì năm này em cho lại. Đúng rồi. Ê, được hả? Được hả? Được không? Được hết. Chứ bây giờ chơi chứ anh em mình nghĩ đi, bây giờ anh em mình nghĩ anh em mình làm gì vậy, không lẽ giờ ngồi đánh cờ tướng hoài đúng không? Đánh hoài mày đánh thua tao hoài, mày đánh suốt đúng rồi. Bây giờ hiểu anh á, là cưng cho bà Trang đi cho bà biết thế nào là lấy đồ đúng không? Mà bà buồn sao? Buồn cái gì mà buồn, đã cho anh mà. Cho anh mà. Hay là em có suy nghĩ gì chưa? Suy nghĩ rồi mới nói này nha. Cho được, nhưng mà cho gì nhẹ nhẹ thôi. Cho mà nhẹ nhẹ. Nhẹ hả? Rồi có cái này nhẹ luôn. Sao? Bây giờ nè, Cưng phải nghe lại anh mới được nha. Rồi. Bây giờ Cưng rảnh không? Rảnh. Ờ bữa nay nghỉ mà sao không rảnh được ta? Em mới rảnh á. Thì bây giờ Cưng chạy ra ngoài chợ xã của mình á. Cưng mua cho anh một bó bông đi. Nhưng mà nhớ là đừng có bức bông Trang nha. Bông Trang tặng cho bà Trang kỳ lắm. Mua bông nhãn thọ. Mua bông bông bụp á hả? Ừ, tại nhân gái mà muốn bụp các bạn. Bông vậy, nói chung là bông gì mà đẹp đẹp. Nói chung là Cưng có quá thẩm mỹ mà. À, để em cứ đi, đi một mình thôi nha, đừng nói cho mấy anh em kia biết. Rồi Cưng đi mua về đây đi, khi nào mà gần tới nhà alo anh. Anh ra anh sẽ tiếp chi với Cưng. Và anh sẽ nói cho Thiên biết Cưng sẽ cho như thế nào. Và sẵn nói cho bạn hiểu luôn. À, cho xong rồi tặng bông đúng không? Đúng rồi. Được, thấy được á. Rồi, chắc chưa? Chắc. Được không? Được xong được. Bả giận em là em giận anh luôn á nha. Trời ơi, có cái gì đâu mà để anh xin biết cái miệng lưỡi của anh rồi đó. Ok, anh em nói với anh là anh được cái miệng không à? Ok, okay. Đi lẹ mẹ chứ. Đi đi. Để anh ở đây anh quýnh cờ với anh Tăng xíu. Rồi, em chơi mũi xe nha. Rồi, thoải mái muốn đi đâu đó rồi đi à. Đi vô, anh chiếu tướng nè. Rồi sao? Được không, được không? Mà em cứ tưởng gì chọn thầy đó mà. Em chọn như sao nữa? Nói anh nghe thử coi, anh thắc mắc chết nè. Thì bây giờ đợi anh đi, nó đi đi, bây giờ nói cho anh á, phải không? Ê, chơi quá kìa. Chơi quá rồi. Đây trong bàn chẳng. Rồi rồi. Còn quăng nữa bạn. Nói chung là bây giờ em với anh quýnh cờ đi rồi, bàn từ. Đợi anh đi nó về đi rồi, anh em mình nói cho bạn hiểu luôn. Ok. Rồi bây giờ em vô pháo đầu cái đi rồi tính tiếp. Em mất luôn hả? Chiếu tướng luôn hả? Chiếu tướng luôn. Mã anh ăn nè. Rồi thì mình với anh Tăng đợi anh Niên Khang từ hồi nãy giờ gần một tiếng đồng hồ, cái đầu mình sựng như cái đầu anh Tăng luôn bạn. Rồi ai anh em mình quýnh giờ còn có hai con tướng này quýnh gì nữa anh Tăng? Giờ mày ăn mụn nè. Giờ bỏ đi mặt mụn luôn. Trời ơi mặt anh như mụn dữ hả? Nãy giờ ngồi nặng nè. Thì mai đi mua xì gum đi nha. Mà anh Niên Khang lâu quá. Ê. Ê. Sao gì á?
Có chưa? Có gì nghĩ sao nguyên chợ ế luôn á. Ế chợ luôn á. Ê hình còn mà kêu còn cái bông em mua luôn á. Mua luôn phải không? À. Nhưng mà bông này là đạt chỉ tiêu chưa hay là chưa đủ? Ở anh ấy còn có cái bông mà anh nghĩ còn bông nào đẹp nữa. À là mua đỡ rồi đúng không? Thôi kệ đi, mở ra cho bạn xem thôi ơi. Này à, Khang có tình ý mua gì? Mua bông cho chị. Tặng trai. Chị. Nhưng mà bông giả. Thôi ở sao không sao. Không được hát rồi. Ôi giời. Ôi, đẹp quá trời không. Thôi, nói chung là được rồi, cắt chưa được, chưa được. Rồi, thì bây giờ anh em mình lấy cái bông ra. Anh Tăng. Gì vậy? Thì nói đi đâu mà đi. Nói chung là mấy thanh niên kia ở trọng ngủ rồi nha các bạn ha, làm gì đằng sau, đùng đùng đằng sau á. Thanh niên Khang thì đi về rồi, bây giờ là mình sẽ bài cho thanh niên Khang một cái cú này. Nói chung là rất là khủng khiếp luôn nha các bạn. Gì khủng khiếp thế ghê à? Thì hồi nãy mình cũng đã bàn với anh Tăng rồi. Anh hiểu chưa anh Tăng? Anh hiểu rồi, trời ơi. Cái này là đơn giản nhất. Mà cho anh là trời ơi, bà Trang đảm bảo bà mốt là cái phút cuối là bà sao ta? Bà kia là bà hạnh phúc. Đúng rồi, bà hạnh phúc lắm. Nói chung là vui lắm. Đã vậy hả? Nhưng mà Khang chưa hiểu. Mà mình có nói đâu mà hiểu. Ủa vậy em nói đi. Anh nói đi. Anh nói xem biết. Gì anh Tăng? Hả? Anh nói đi, anh nói được không? Anh nói mới biết được. Thôi em nói đi. Rồi. Nói chung á thì bây giờ Khang đã mua bông về nha các bạn. Bây giờ gì nè, cưng cứ việc đi vô chẩm phải không? Cưng cứ cầm bông sau lưng vậy đó. Cưng cứ nói chung là cho bà Trang coi thôi, bông này sao sao rồi kia. Kêu hủi vào bông, nói chung là nằm các kiểu con là điểu. Nói chung là túm lại á. Tại vì anh Tăng, túm lại là sao? Lại hả? Túm lại là sao? Rồi nói là cưng mua bông cho anh Tăng. Trời ừ gì? Bông rồi bà Trang nè, là vậy em tặng làm đưa bông cho bà Trang phải không? Đúng rồi. Em hỏi bà đẹp không? Đẹp không rồi nó bông thơm không? Bông thơm hay bông giả này kia? Ừ. Nói cho tôi cắt công tôi chạy đi mua này kia. Tôi chạy đi mua đó. Nói chung là em làm dữ lên. Cái bà họp, cái bà trả lời xong rồi, cái kêu bà trả bông đưa đây cho tôi. Đúng rồi. Nói chung là tại sao mà Trang thế nào Trang cũng hỏi cái ngày này là cái ngày gì mà Khang mua bông cho Trang. Cái cưng cứ nói là cái ngày là chính thức Khang với Trang. Nhào. Rồi cuối cùng nữa không? Cuối cùng nó cưng cứ nói là đưa cho Trang cầm thử. Cho Trang ôm vậy đó. Bà Trang lãng mạn lắm bạn ơi, phá dữ lắm. Cái cưng nói là cứ trả đây. Ai mua em mua giùm anh Tân. Cho nó hả? Hiểu không? À em hiểu rồi. Dám không? Chơi luôn, nhưng mà bà giận em sao? Dạ cứ chơi đi, kết quả hậu quả lo sao. Đúng rồi. Nói chung là mình có quay video ở đây rồi nha bạn, có gì cho bà Trang coi. Đúng không? Cái gì chơi trước anh em mình tính sao. Lỡ chơi lần đi. Chơi một lần đúng không? Chơi một lần hả? Nói chung là cưng cái này anh giúp cho cưng trả thù chứ không có ý gì hết á. Anh em giúp đỡ mà. Rồi vậy mà phút cuối là hạnh phúc đúng không? Ừ chơi. Nói chung là cái kết hạnh phúc là nói chung là cái kết là cưng đưa cho anh Tăng. Cái kết nữa là cưng hạnh phúc với bà Trang. Ok nha. Ok. Vô. Cái chống mình vô nè. Vô. Vô. Cưng chạy xe gì dữ vậy Khang? Đang gấp mà. Cưng chạy con đậu thai lên kiếp trước luôn rồi đó. Nói với cưng ha, cái thai này mà chơi một cái nha là bà Trang bắt khóc nguyên một cái dòng sông luôn, nguyên một cái đi về luôn. Đúng rồi. Không rồi, của mình em dỗ rồi. Hạnh phúc phải khóc đúng không? À nói chung là hạnh phúc mà em thích rồi. Đi vô. Các bạn đợi mình nha. Không sao, nhắn nhiều lại đi. Đừng để cho bà Trang biết nha, bà biết bà buồn lắm á. Trời. Mày không sao? Hả? Nói chung bó này ế nhớ trời, cưng giúp bà luôn rồi đó. Thôi đi thôi. Nói chung bà bông đẹp lắm nha bạn. Ế mà bán bông chuyện trời. Đó, bơ coi có hư không? Không, bông này bông sáp, bông giả mà hư gì. Lẫm chưa? Ờ, đẹp dữ ta.
Rồi, tiên mày tâm lý chưa? Để sao không vậy? Nguyên tâm nha. Ê, dựng lên, dựng quả bông lên đứng hết. Dựng lên, dựng lên. Rồi, dựng ngược lại, dựng ngược lại. Rồi, lấy hết đi đã. Ok chưa? Lấy hết càng thảm. Quay, một vòng, chiêu quá. Rồi, vô nha. Dưới tóc rồi đi, dưới tóc rồi đi, được chưa? Rồi, đây, ok nha. Chúng em tin tưởng là anh Vinh đường này. Rồi, ok. Mình làm sao đây ta? Hello anh ba. Chào ta. Nghe quay gì nữa? Thôi em đi đừng nói nữa. Anh ba, anh em xin đổi với tôi. Cái gì hả? Quay cái gì nữa? Cái gì vậy? Quay gì vậy? Này, tao đẹp trai vậy hả? Cảm ơn ba. Ôi, xấu quá. Cố lên nữa, đi ra. Đây. Anh em mình tập. Về nè. Ăn không? Anh em mình thua. Đi ra đây, thua cái gì, thua đi ra. Ê, hôm nay thầy cho nghỉ mà cảm máy quay gì nữa hả? Thì nói chung là anh em tạm dừng cái cuộc chơi đi rồi anh em mình nói chuyện tiếp. Giờ nghỉ được chưa? Được rồi, nghỉ rồi. Rồi nghỉ rồi thì Kháng giữ việc em. Chưa. Trước khi vô việc thì mấy anh em mình thấy cái gì đó không? Mình nói cho bạn nghe, giờ mình sẽ flex cái kiến ông thầy mua cho tụi mình tập nhảy TikTok này. Đó, đầu. Dạ coi. Thì nói chung là ông thầy sắm cho tụi mình cái kiến này nhảy TikTok để đăng kênh TikTok anh thầy đại các bạn. Thì đúng rồi, mấy bạn có cảnh thì lên ủng hộ follow kênh nha. Và đặc biệt một cái là các bạn yêu quý mấy anh em mình á thì nhớ cho mấy anh em mình xin một follow nè, một team nè, rồi chia sẻ thật nhiều nha các bạn. Chia sẻ cho giúp cho mấy anh em mình lên xu hướng nhiều. Đúng đó. Thì bây giờ nói chung là ngày hôm nay thầy cho mấy anh em mình nghỉ một bữa. Đúng rồi. Thì tôi cũng biết là mấy anh em mình làm cũng cực khổ. Đúng rồi. Nhưng mà mấy anh em không có làm gì hết mà không có cực khổ luôn. Ôi nói tự nhiên không nói luôn á. Nói chung á là ngày hôm nay nghỉ. Đúng nhưng rồi. Mà thanh niên Khang á, nhờ tôi quay một cái video dùm thanh niên Khang. Đúng rồi. Để thanh niên Khang có công chuyện gì hết tôi cũng không biết luôn. Đúng rồi. Anh quay cái gì nữa hả? Không có biết đâu. Thì nói chung là cũng lâu rồi tôi chưa tặng gì cho bà. Nghe gì chưa? Nghe cái gì chưa? Hết hồn chưa? Cũng lâu rồi tôi chưa tặng gì chứ có. Tặng nước. Thì chạy chung là thằng lặn đuối kẹt cửa. Nói chung là tôi chạy hai chợ luôn, nhưng mà được có quán người ta bán bông à, tàn tệ quá, còn con cái à, nó cũng đẹp nhưng mà nói chung là tấm lòng của cái bông có túi. Nè tâm lý quá à. Ế không tặng túi hả? Không, bông chính hãng luôn. Ờ chính hãng. Chính hãng. Nói chung là cưng lựa đàng hoàng phải không? Ờ tôi lựa luôn, tôi lựa có nửa tiếng mộ á. Tôi mày đừng có bốc quét. Đúng rồi. Mà cưng. Nói chung là em cũng giúp Khang luôn là trời nắng chang chang vậy nè. 11 và 12 độ C. Mà trời 12, 11 giờ trưa, 11, 12, 13, 11 tùm lum giờ trưa. Ờ tôi nói vậy rồi. Thì nói chung là chưa nắng đó. Cái gì xài gì cốt? Bông bế mà lựa cả tiếng hồ là sao? Ê dữ ơi, ta chính hãng à. Ok. Hồi nãy mới là ế xong luôn. Không, không tôi nói lộn nữa. Em tôi nói lộn. Đúng rồi, cho em tôi nói lại. Thôi nhưng mà em tôi nói lại được để tôi nói cho. Nói chung là chạy trưa nè, cắt công đi mua cái bó bông này á. Đúng rồi. Nói chung là cũng khủng dữ lắm rồi đó. Đúng rồi. Nói chung là chạy cực khổ nắng hôi. Nói chung cực khổ. Đúng rồi. Thì chạy, bây giờ nãy hết xăng tôi dẫn mọi đổ xăng đó. Đó, cổ tâm quá. Cổ tâm quá, cái này không được đền đáp thì buồn dữ lắm nè. Đúng rồi, bà thử nha. Ờ đưa bà chứ. Rồi. Cái đó là nó chạy kẹm thôi cơ. Cái này đó. Ở lộn. Tự nhiên hỏi thử mà đẹp hôn là sao? Hỏi hỏi thơm không? Lãng mạn. Ngon không? Thơm chứ không ngon. Có ăn được đâu mà ngon. À ý là nó được đúng không? Đúng rồi. Thơm nhiều không? Thơm nhiều. Đẹp luôn đúng không? Đúng rồi, đẹp. Bà thích không? Thích. Trời ơi, thích không kìa. Vô việc đi em. Vô việc đi. Vô việc. Vô việc. À, nói chung là mà áo hồng thì bông hồng cũng xứng là xứng đẹp lắm. Nói chung là bà đưa tôi tay này anh Tân kia tôi mua giùm bà của tôi.
Cười gì mà cười? Nói chung thì Khen mua giùm anh để anh tặng Lan Chi. Đúng rồi. Bông 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 sao đó, nói chung bông đẹp lắm nha bạn. Bông đẹp như Lan Chi. Lan Chi. Hả? Mẹ. Ông giỡn rồi anh Tân ơi, không có vui đâu. Ủa? Mẹ em cứ coi anh Khang đi. Chị, em đây mà coi như Khang vậy. Em đây nè, đưa em tặng được chứ. Anh giỡn hoài. Anh mua mà. Thôi nói chứ anh giỡn gì đâu có được. Anh lớn rồi. Thôi đưa em đẻ đi. Khang mua cho em tặng em đó. Nhưng mà cô anh tặng lấy chi? Giỡn gì vui không anh Tân? Em không chơi anh đâu. Khang, Khang nó nói mà em không biết gì đâu. Bông em nhìn tặng lên chi. Ủa, bông bông anh tặng cho anh chi mà sao Khang giật? Bông bông nói em mua mà. Anh tặng lên chi mà. Bữa này hồi nãy anh nói lại chứ Khang vậy giờ anh vô dỗ kìa. Giận chống chịu cái gì? Ủa là sao? Ủa? Từ từ xíu tôi nói anh em nghe. Ủa nói kết gì Hạnh Phúc đâu? Thì để anh Hạnh Phúc nè. Hạnh Phúc nha, Hạnh Phúc nha. Em Hạnh Phúc đâu? Ừ trời, thôi đứng xe hơi nữa. Đấy. Ơi, thằng con gì bự giờ con nha. Ủa quên anh, quên cho anh bả cho anh em. Anh cũng cho anh ai đâu? Đâu? Thì cái kết đi đâu ha? Dẫu bả đi đâu? Ôi, chị nãy làm mà chen hủi rồi nhìn với bộ nghe nhạc. Thôi. Thì nói chung mà tôi bài Thanh Niên Khang cho mà Trang. Mà giờ một mũi tên dính hai con nhẹn luôn cũng mới chịu chứ. Cho đại là hai người luôn. Tại cho anh Khang với Trang luôn hả? Trang với Trang luôn chứ. Thì nói chung là mấy anh em mình ngày hôm nay các bạn cho anh thành công rồi nha. Và đặc biệt một cái là cái clip này không biết thầy có đăng không nữa. Không. Thầy ơi, mong thầy đăng clip này nha thầy. Vui dữ lắm. Vui dữ lắm. Thì nếu các bạn thấy video tự lập cho anh của mấy anh em mình hay thì nhớ cho mấy anh em xin một like, đăng ký cho cái chuông để ủng hộ mấy anh em mình nha bạn. Bây giờ thì rồi thì chơi vậy chơi, mấy anh em cũng phải đi xin lỗi nha bạn. Đúng rồi, anh em chơi chứ chết. Đúng làm gì đâu đây nữa. Giỡn gì em thấy vui không? Không, nãy tạo bất ngờ cho bà mà anh Tân giật cái bông đồng chi kìa. Rồi vậy là bất ngờ dữ chưa? Tân có đám mà thiệt chứ. Quay cái gì nữa? Dạ, tại vì cái cam chưa hết thì nhớ, anh quay chưa hết thì nhớ luôn. Anh đi ra coi, em không muốn thấy mặt anh nữa. Đừng lạng lạng trước mặt em. Anh nữa. Anh nữa. Cưng gì? Em không biết gì hết. Đâu, người Việt Nam nói làm mà anh. Còn cầm cam quay gì nữa? Anh em nhớ, chôn Việt Nam. Chôn Việt Nam. Chôn Việt Nam. Chôn Việt Nam. Chôn Việt Nam, hồi chị đá thằng dính cái lu luôn bây giờ. Ôi, chị chơi chị khóc ai mà chơi. Một lát chị lên chị giấu hết mấy cái cam luôn nè cho thầy chửi cưng với anh Tân nè. Chửi nè. Mẹ chửi đi. Tặng đi. Thôi thì nói chung là mấy anh em mình chơi sao chơi, mấy anh em cũng phải xin lỗi anh em ơi. Đúng rồi. Thì anh Thiên Thoại cũng nói chứ anh Thiên Thoại cho thầy đứa thôi. Cho thầy đứa thôi. Cho gì hết. Cho Việt Nam. Cho Việt Nam. Cho đúng vui. Ôi da. Có giận em nãy giờ luôn kìa. Anh chào không nè. Thiệt không? Thiệt. Còn bông của em. Chứ bông của ai? Nãy giờ em cho anh mượn. Cho anh mượn. Ủa em hả? Đây bữa sau anh không biết khen. Bữa sau làm sao? Thì nói chung là em với anh Tân cũng xin lỗi chị. Rồi xin lỗi Khang nhiều, xin lỗi mấy anh em nữa. Không biết nữa anh, để nó cho bả. Cho bả không giận à. Thôi đừng giận em của anh nữa. Nhưng mà em giận anh. Mày anh không á. Anh nữa anh nhịn cười. Thì nói chung là cho em với anh Tân xin lỗi chị nhiều nha. Tại vì rảnh quá không có gì cho nên lấy cam ra quay cho các bạn xem. Chị thấy cam cam nghi nữa rồi chứ ngàn nghĩ mà tự nhiên cầm cam có gì đâu nghĩ. Giờ giờ tôi tặng đây bà đứng buồn nha. Nói chung là cho Khang chuột lỗi đi. Đúng rồi, lỗi này là anh Tân với nội chứ tôi cũng không biết. Nhưng mà ai bài đầu? Khang bài đầu. Bài đầu cũng là ông hả? Gì nữa anh nội với anh Tân á. Sao lớn mà anh kỳ dữ vậy? Nói chung là nhận cho nhỏ vui đi. 1, 2, 3.
đây cũng mấy lần tuyệt vời mà chúng ta có nhau trong đời. Thôi thì nói chung là mấy anh em mình video này là chỉ cho anh Khang với lại Trang thôi nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mấy anh em mình hay thì nhưng mà thắc mắc cốt. Thắc mắc gì? Ủa nay vô tối con Dương trong bông mà. Các bạn nhớ ủng hộ mấy anh em mình, mấy anh em mình ra nhiều clip cho anh hơn nữa nha các bạn. Mà cho anh ai không biết. Cho anh nữa à? Thì các bạn ủng hộ mới cho anh được chứ. Cưng đợi đi. Đợi gì? Có một ngày không xa chị sẽ cho anh lại cưng. Chả bông bông. Gì nữa? Bye bye.